Tại Bến Tre, nước mặn đã bao phủ toàn tỉnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Thấu hiểu nỗi vất vả này, nhiều tấm lòng hỗ trợ từ mọi miền đất nước đã cùng chung tay giúp đỡ người dân Bến Tre vượt qua khó khăn này. Tính đến hôm nay, ngày 31 tháng 3, đã là ngày thứ 20, các chiến sĩ của tàu 937 thuộc Hải đoàn 129 Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn lên đền trên biển trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Để có thể mang đến 5 chuyến tàu, tương đương với 1,5 triệu lít nước ngọt cho người dân tỉnh Bến Tre. Chúng tôi nhận nước ngọt và vận chuyển về các xã, huyện của tỉnh Bến Tre để cấp nước ngọt cho bà con. Cấp nước ngọt xong thì không kể ngày đêm, thì chúng tôi hành quân trở về đơn vị, tiếp tục nhận nước ngọt và quay trở lại và cung cấp nước ngọt cho bà con trong thời gian nhanh nhất chúng tôi có thể. Chia sẻ với bà con, ta không chỉ chia sẻ một lần một thời điểm, mà bà con còn khó khăn thì trách nhiệm của người chiến sĩ tiếp tục phải chia sẻ với cái khả năng, với cái điều kiện, với cái trách nhiệm của mình. Khi nào bà con còn khó khăn thì còn có sự chia sẻ. Ngoài nước ngọt, từ tháng 1 đến nay, gần 3.000 cái dụng cụ chứa nước và đặc biệt là 10.000 khẩu trang kháng khuẩn cũng được đơn vị này trao tận tay cho bà con Bến Tre. Bởi dù nhu cầu nước ngọt cấp bách đến thế nào thì việc đảm bảo sức khỏe cho bà con khi đến lấy nước cũng phải được ưu tiên hàng đầu. Mấy ảnh đem nước về đây cho mình, ảnh làm nhiệt tình lắm, rất là vui. Ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của các cá nhân, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là của lực lượng hải quân trong việc mang nước ngọt đến với người dân trong lúc khó khăn, tỉnh Bến Tre cho biết thời gian tới, địa phương này sẽ triển khai nhiều giải pháp phòng chống hạn mặn chủ động và lâu dài hơn. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi tiếp tục hoàn thành cái hệ thống thủy lợi để đảm bảo ngăn mặn cái sự xâm nhập từ các cửa sông. Dự kiến là cuối năm 2023 hoặc đầu 2024 thì chúng tôi sẽ hoàn thành hệ thống này, thì chúng tôi sẽ kiểm soát được cái sự xâm nhập mặn.